Châu, giám đốc công ty HTC Việt Nam. Và xin trân trọng giới thiệu ông Thiều Phương Nam, tổng giám đốc Qualcomm khu vực Đông Dương. Đặc biệt hơn, chúng tôi cũng xin hân hạnh được chào đón tất cả các anh chị phóng viên báo đài đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Good morning. Xin chào tất cả các anh chị phóng viên báo đài, tất cả các vị khách quý. Hôm nay tôi rất hân hạnh có mặt ở đây tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm HTC One M9, sản phẩm mới nhất của HTC. Ở HTC, chúng tôi là một người thợ thủ công với giấc mơ rất đơn giản, đó là tạo ra một chiếc smartphone thực sự hoàn hảo. Năm 2011, chúng tôi giới thiệu Sensation, 2012 One S, 2013 HTC One 17 với rất nhiều giải thưởng quốc tế và Việt Nam. Thì chúng tôi giới thiệu một chiếc sản phẩm, một chiếc smartphone. Chúng tôi luôn tin đến những nhu cầu của người dùng. Chúng tôi luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi thiết kế. Nhu cầu mà chúng ta cầm đến một chiếc smartphone ngày hôm nay thì em thấy là 69% ai cầm cái điện thoại lên đều có cái camera hết. Cách đây không lâu, HTC vừa mới đi đầu trong công nghệ gọi là Ultra Pixel. HTC đưa ra công nghệ Ultra Pixel tích hợp trên M9 cho phép vừa chụp nhanh vừa sắc nét trong ngay cả điều kiện môi trường thiếu sáng.